Ok, và chúng ta sẽ chào mừng các bạn quay lại trở lại kênh channel của mình. Đó là mình là Thân KR. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với con bàn phím mới của mình, đó là con bàn phím Razer. Bạn nhìn thấy không? Rất là ngầu luôn. Đây là con mouse trước của mình. Con mouse mình mới mua đây là Razer mà mình mới rinh thêm bàn phím Razer. Với mức giá là 2 triệu 2, 2 triệu 1. Đây là giá nè, giá gốc của nó luôn nè. 99.99 đô. Mới luôn, new luôn. Đó. Trên Razer nó cũng có. Razer các bạn hãy lên mua trực tuyến của Razer hoặc là những cái shop bán gaming á, thường nó có những cái bàn phím này. Và mình thích, biết tại sao mình thích cái này không? Tại vì nó có cái này nè. Đó, các bạn thấy cái này không? Cái này là gì? Cái này là một cái miếng để tay, lót rất là êm. Ok, mình sẽ khui hộp nó cho các bạn coi nha. Ok, bây giờ mình sẽ khui hộp con Razer này. Khui hộp. Mình mới in con Razer này sáng nay thôi. Thế thôi, chiều nay mới in nó về chiều nay sao? Mình thì mình thích thì mình chơi thôi. Mình cầm một tay mình quay cho các bạn xem. Đó, cái tem lột của nó có gì đây? Ủa, tem lột nó có cái kia hay ta? Sao mình không biết? Không ra. Đây, con bàn phím mới luôn, dáng còn đẹp lắm. Mình mua cái này á, không biết ở Việt Nam mình có GameStop không, chứ mình mua ở GameStop. GameStop là cái chỗ uy tín nhất, bán giá là đồng giá với cái web trên mạng luôn. Nó chỉ lấy tiền thuế thôi, tiền thuế thêm thôi, nên là các bạn nên GameStop, các bạn có thể mua tại GameStop. Nếu mình Việt Nam có GameStop, mình Việt Nam không có gì như GameStop. Mình các bạn hãy mua tại những cái chỗ tiệm bán đồ gaming cho game thủ. Ok, ta sẽ mở nha. Rồi bên trong ta sẽ coi có cái gì bên trong nè. Ok, và đây. Đây cũng y như là của thằng kia. Để mình tí. Đây cũng y như của thằng kia. Một bộ sách hướng dẫn sử dụng. Một bộ sách hướng dẫn sử dụng. Ngay đây. Có bàn phím, một bộ sách hướng dẫn sử dụng. Ok. Rồi đây. Bàn phím còn mới luôn. Trong hộp bắt đầu mình sẽ lấy nó ra. Đây, rút nó ra. Đó, đó là dây cắm. Xa xa các bạn ấy. Đây rất là đẹp ha, các bạn không thấy cái này đúng không? Đây, đây là cái chỗ để tay, đây là cái chỗ để tay đó. Ok, mình sẽ lấy ra mình lắp nó cho các bạn coi. Còn bàn phím này á, hình như mình nhớ đặc biệt cái là nó có thể đổi màu theo nhạc. Ủa đâu? Chạy màu theo nhạc. Thích Razer chỗ đó là chạy màu theo nhạc. Để mình chỉ các bạn cách chạy màu. Để mình coi, để mình bữa nào mình quay các bạn những cái clip chạy màu theo nhạc. Mình cũng đang coi trên đây nè, cách nó chạy màu theo nhạc nè. Của cái trang kia nó hướng dẫn cho mình. Ok, bỏ qua một bên cái đi. Đây, GameStop nè. Cái túi phong bì của nó nè. Đó, đây phong bì của GameStop, cái túi của nó nè. Đó. Đó, GameStop. Rất là uy tín luôn. Đó. Mình cứ nghĩ là nó mắc nhưng thực sự GameStop nó rất là rẻ, nó cái giá nó đồng giá chứ nó không rẻ, đồng giá với tụi kia. Đây là cái bàn phím cũ của mình, bàn phím on, nhìn nó cũng giống như của Logitech á, nhưng mình vẫn thích. Đó, Razer. Chúng mình sẽ chưa cắm thử cho bạn nghe tiếng nè.
Đấy, bàn phím cơ, đó là bàn phím cơ, cái tí bàn phím cơ nha, đã ha. Ở dưới đây là đèn led, ở dưới đây là khúc đèn led. Đèn led nó chạy viền dưới đây hết nè. Viền ở dưới nè, trắng trắng, các bạn thấy trắng trắng cái đường trắng trắng ở dưới không? Đó là đèn led đó. Mình sẽ bật á thì nó sẽ sáng nguyên cái đèn led đó luôn. Rồi những cái nút này nè, nó sẽ sáng đèn luôn. Nhưng mà mình hình như mình biết á là bấm nút nó sáng đèn, mình có thể chỉnh lại được là sáng đèn liên tục chứ không cần là bấm theo nút là nó sáng đèn. Ok, giờ mình sẽ lắp thêm cái kia vô. Mình lắp cái này vô. Đeo mở nằm đâu đây? Ha. Ngon ha. Ok, mình lắp ở đâu vậy trời? Ủa, này lắp ở đâu vậy? Này có lắp không? Này để sao? Ồ. Ồ, nó không phải là lắp mà nó là hít 500 các bạn. Nè, mình để vô. Đó, kịch hít. Đây là 500. Ồ, cực kỳ êm tay luôn. Tại vì cái này là một cái đấm nệm mút, nhưng mà cái da của nó, mình lúc đầu mình mua là mình nghĩ là cái da của nó sẽ dễ hư lắm nếu mà các bạn biết bảo quản. Tại cái da của nó là cái da, là cái da ho da thường thôi, nhưng mà nó dễ bị bông lắm á. Mình ẩm ẩm tay á, mình đi với cái mình chơi riết mà cái tay mình ẩm ẩm á, ra hay ra mồ hôi á, chơi cái này nè, nó giống một cái lớp dễ nỉ, da da nỉ á, da không biết gọi là da gì mình quên rồi, nhưng mà nó dễ bị bông lắm đó. Sau một thời gian nó chắc chắn nó sẽ bị bông, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn chơi, các bạn nhớ bảo quản, bạn nhớ bảo quản tốt. Đây là bàn phím Razer đẹp lắm, mình rất thích cái bàn phím này. Những bàn phím khác á, có bàn phím nó không có cái này, nó không có cái cục này, nó không có cái cục này, nó chỉ có cái bàn phím thôi mà giá tới 120 mấy, mình thấy nó hơi bị loát, không biết cái tính năng nó là sao nhưng mà thấy nó mắc. Mình thấy có cái này nè mà bàn phím nó chỉ có 99 đồng, chứ mình được mình với mình mua thêm một cái thẻ GameStop nữa, mình chưa mua GameStop nào, đây là lần đầu tiên mình mua GameStop nên là cái bàn phím nó giá cũng bằng có 99 đồng, mà mình tính thuế nữa là chắc 108. Nhưng mình mua thêm cái thẻ cái kia nữa, cái thẻ GameStop nè, Power Up Game nè, nó được giảm giá. Smooth đi mua game nó được giảm giá thêm nên là mình mua cái thẻ này cho nó tiện lợi. Vậy là hết tiền mình luôn rồi đó, mà để hè trong hè đi làm kiếm tiền, ginh thêm, chắc ginh thêm cái tấm lót mới. Tấm lót mới hình như có bốn mấy đồng cái. Đó, mình sẽ thay cái bàn phím này. Bàn phím này cũng được, nhưng mà mình chơi game bữa tối nè, mình chơi tắt đèn tắt hết đi, cái chơi game cái là bấm chữ không thấy gì hết, mình lên đời cái bàn này cái mình chơi game bấm chữ cho dễ thấy. Đó, con Razer này nè, nó có tính năng là rất chuyên dụng, đó là chuyển màu theo nhạc, à chuyển chuyển ở mà chuyển màu theo nhạc, rồi có thể là chạy màu hết này, màu của chúng là nhiều màu lắm, cái bấm cái này chạy màu. Giờ mình không có thời gian để mình gắn cho các bạn xem, không có đó, mình chỉ nói sơ qua vậy thôi. Nên là các bạn có muốn mua thì các bạn mình khuyên các bạn nên mua những cái loại bàn phím tốt như của Razer. Mình thích Razer tại cái này, chung là cái này cũng rời được, cái này tháo rời được nè, đó rất là tiện luôn, tháo rời được luôn nên mình thích cái này thì đó. Giờ mình mới để ý cái này luôn, mình tưởng là trước giờ nó gắn chung vô, ai ngờ nó tháo rời, đó rất là tốt. Mà bàn phím á nó cũng là nặng nữa, các bạn có thể các bạn biết là cái bàn phím này có thể là nếu mà tính ra chắc cũng cả vài lạng, có phải là mấy trăm gram á, không tới ký đâu nhưng mà mấy trăm gram thôi. Mà bàn phím mấy phím phím cơ là bấm nghe đã lắm, bạn hãy nghe bàn phím cơ bấm nè, đó nghe rất là đã luôn, bàn phím cơ chơi thoải mái luôn. Và đây là bàn phím mới của mình, và đây là mình hôm nay mình chỉ giới thiệu các bàn phím mới của mình vậy thôi. Và nếu các bạn thích thì các bạn hãy like share, và nhớ nếu bạn thích nữa thì đi làm kiếm tiền, hoặc là không có thì có thể học giỏi gì đó xin ba má tiền mua cái bàn phím 2,1 triệu. Nhà bạn nào có điều kiện thì nên mua, còn bạn không có điều kiện thì mua bàn phím như thì rẻ thôi, nó cũng có đèn, nhưng mà phím gaming nó cũng có đèn, nhưng mà mình mua rẻ thôi, đừng không có cần phải mua mắc tiền như là của Razer, những thương hiệu mắc tiền này, những thương hiệu này mắc tiền lắm.
Mình mua mình cũng thấy tiếc, mà mình lúc đầu mình suy nghĩ là mua giữa cây súng VIP cho đột kích, nạp tiền vô mua cái súng VIP hoặc là mua cái này. Lúc sau thôi chắc mua này đi, mua này cho tốt, và súng VIP từ từ tính sau, nó là game mà, này từ từ trước đi. Đó, nên là mình tính hết mình phải mua cái này. Giờ thấy rất là đẹp, ok, mình thấy là vừa rất là vừa lòng. Đó, đây là video của mình và mong các bạn thích nó. Ok, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Chào các bạn, mình sẽ quay trở lại với những cái video tiếp theo. Tạm biệt.